Thưa quý vị, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, vừa qua, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu tổ chức phiên chợ ngày xuân với nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Tái hiện không khí Tết xưa, phiên chợ ngày xuân rộn ràng với bánh chưng xanh và câu đối đỏ, cùng các trò chơi dân gian hằn sâu trong tâm thức của mỗi người, như gánh quà qua cầu, nhảy sạp, bịt mắt, đập trống, ô ăn quan. Ngoài ra, người dân còn được tham quan các gian hàng đặc trưng của chợ Tết, xin chữ đầu xuân, thưởng thức không gian nhạc hội, nghệ thuật dân gian hô hát bài chòi, các đặc sản ẩm thực nổi tiếng miền Trung. Tất nhiên là cái thương vị Tết của thời đại hôm nay hiện nay thì nó rất là hiện đại. Nhưng mà qua cái tham quan hoạt động này thì mình ôn lại những cái tinh tế của Tết xưa, Tết xưa, làm cho con người nó trở lại về quá khứ để nó bớt cái xô bồ trong cái hiện tại. Xin chữ đầu xuân là một nét văn hóa của người Việt. Những nét chữ chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an. Phiên chợ tái hiện lại một phần ký ức của Tết xưa trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mang lại sự trải nghiệm chân thực về những miền ký ức không bao giờ quên của ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong lòng mọi người. Ngày hội hôm nay thì là rất là vui tổ chức được những cái ngày hội như thế này để giữ bản sắc dân tộc, nói chung là nhớ về ngày Tết để còn lưu truyền lại để cho con cháu sau này biết về những cái ngày hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Phiên chợ ngày xuân được tổ chức vào cuối năm là dịp để người ta hòa mình vào khung cảnh tươi vui để sắm Tết, đón Tết tươm tất đầy đủ. Qua đó tạo điều kiện cho người dân trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm mang thương hiệu địa phương, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay, làm cho mọi người càng thêm yêu quê hương đất nước, gắn bó hơn với gia đình, cộng đồng và trân quý những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.